Không làm gì không? Làm từ thiện vui không? Không? Sao cảm nghĩ sao làm từ thiện vui không? Sao tới thui ta? Nhanh lẹ coi làm gì đó mà chậm quá vậy. Em già rồi chứ bộ chị nói em còn trẻ chị. Em già hả cưng? Rà công việc xuống gạo đã xong. Mệt không em? Xuống con trăm bao gạo chứ nhiều đâu mà đổ mồ hôi dữ vậy. Mà chị đứng chị quay phim chị cũng mệt lắm á. Chị đứng chị quay phim chị cũng mệt lắm chứ bộ. Rồi hai giờ chị mệt thì chị uống cà phê. Chị mệt quá rồi, chị quay phim xong chị mệt quá rồi. Giờ chị uống cà phê. Quý vị ơi, cái uống cà phê quý vị ơi. Quay phim cũng mệt lắm chứ bộ. Rồi hai bé bye nha quý vị. Cảm ơn nhà hảo tâm ở đi xuống rồi phải đem vô nữa hả? Trời ơi, thiệt chứ. Đó. Phải có tấm lòng thương yêu bà con mới làm được quý vị ơi. Chứ không ấy thì ngồi ở không chứ đâu có làm chi ha. À, quý vị thấy thương em Hùng Nguyễn thì cho một like nha quý vị. À, nhỏ này quét nhà nữa. À, thấy thương Hùng Nguyễn thì cho một like nha. À, thấy chưa đó, nhận gạo. À, xuống lên gạo thì ở chỗ... công ty thì người ta lên gạo cho mình, còn xuống gạo thì Hồng Nguyễn xuống, rồi nhỏ này thì nó ké, giờ nó cũng ké, nó cũng giỏi lắm chứ bộ. Đó. Biết để ngoài này cũng được, mà biết sao? Tối gặp mấy cái ông kia ông khui bao. Ở đem vô trong nhà phải chuyển hơi xa. Mấy cái anh đó ảnh kiệm kỳ quá ha. Trời ơi quà nhiều quá bà con ơi. Đây chuẩn bị quà để cho bà con người mù. Mì vô nhà đó, để không dám để ngoài nữa, thấy không? Đây mì đây. Đây mì gói.
Mì tiếng vua hả? Này 65.000 thùng. Quà Tết cho bà con người mù. Rồi thôi bye bye bà con nha bà con. Đây là vợ Hùng Nguyễn. Hai vợ chồng làm, tôi đứng tôi quay phim. Cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Sáng ăn gì chưa Hùng? Trời ơi, rồi vậy rồi tôi tính rủ tụi bay đi ăn hủ tiếu rồi, vậy rồi sao ăn? Ăn hủ tiếu 44. Giờ phải chạy người chở ăn hủ tiếu 44 hả? Ừ, ăn xong rồi đi về chứ mày phải đi trả xe nữa chứ bộ. Mày đi theo, mày chạy theo chiếc xe đi Quỳnh Anh. Chạy em nhảy vô thùng luôn. Hả? Em nhảy vô thùng chứ chạy lên chi. À, quên. Thùng này nó hốt mà. Kệ hai đứa em nó xuống gạo rồi kia nọ nó cũng mệt ha. Kệ mình đẩy nó hủ tiếu đi ha. Rồi mình dẫn hai chồng nó đi ăn hủ tiếu đi. Tao mới mượn dây tiền góp, tụi bay cứ việc ăn đi, thoải mái. Mới mượn dây tiền góp đó Hùng, ăn đi cưng. Hả? Ừ. Góp đã hủ tiếu hả? Ờ, mới mượn dây tiền góp ăn hủ tiếu. Em ăn cũng nổi luôn. Rồi, chương trình tới đây kết thúc đi ha. Thúc đi. Bye bye. Cho cà phê đi.